Xin chào các bạn, lại là mình đây. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án Aurora Airdrop đến tham gia dự án này. Mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình. Sau đấy mình sẽ làm các nhiệm vụ trên Terra mà cầu như mình nhé. Ok, sau khi vào đây bấm Start cho mình. Rồi, ở đây mọi người join vào kênh Twitter cho mình. Follow kênh Twitter. Bấm theo dõi cho mình. Ok. Quay trở lại. Tiếp theo follow, like và retweet là kênh Twitter này. Copy cái username này cho mình nhé. Sau đấy thả tim này. Tiếp theo bấm vào đây retweet lại. Tích dân tweet. Mọi sự gắn A cộng Crypto EU. Đấy, sau đây bấm tweet lại. Đồng thời bấm vào quay trở lại này. Bấm vào chữ xem cũng được nhé. Quay trở lại này. Join vào các kênh Telegram. Đã rồi. Group Telegram. Đã rồi. Tiếp theo ở đây subscribe kênh YouTube. Mọi người sẽ bấm đăng ký kênh YouTube Aerodot Ninja này cho mình nhé. Ở đây mình đã join rồi, mình sẽ không join nữa. Tiếp theo đến là join vào hai kênh group và kênh channel Telegram. Bấm join mình. Ok. Rồi quay trở lại. Bây giờ bấm check cho mình. Rồi. Click check, làm các nhiệm vụ hết rồi đúng không? Xem nào. Đã xong hết rồi. Thích này. Rồi quay trở lại. Check này. Ok. Vẫn bị lỗi gì sao? Mọi người sẽ dùng địa chỉ ví ETH ở trên WeChat Wallet hoặc MetaMask của mọi người nhé. Đây, bấm vào đây. Sao chép cho mình. Sau đấy gửi địa chỉ ví vào đây. Rồi, ở đây bấm Don. Rồi, nhiệm vụ Twitter này. Ở đây bài tweet này, mọi người tweet lại cho mình nhé. Lúc nãy mình tweet cho mình xóa rồi. Bấm thích này. Rồi, sau đấy retweet lại này. Click trên tweet này. Mọi người gắn crypto vào. Rồi sau đó bấm tweet lại. Đồng thời bấm reset cho mình. Bấm sao chép. Ok. Quay trở lại gửi địa chỉ gửi vào đây cho mình. Rồi. Bây giờ bấm refinal link mà có sao link red. Bấm vào buy làm trên số dư nhá. Bấm withdraw kiểu ngày rút tiền. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn mọi người dự án nhận 25 token ARA. Cảm ơn mọi người xem video. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video dự án tiếp theo.